alo cả nhà nhé. Hello cả nhà nhé, chào bạn người vô thường, chào thầy Tiến Đạt. Tối ạ, tối om ạ. Chào Tân Jin ạ, nhà nhìn rõ. Chào Trang Anh, con chào thầy Tiến Đạt. Chào thầy Phùng, chào Lâm Nguyễn. Ngủ được cả nhà chưa được giờ. Thầy Vùng con không ngủ được, con ngủ muộn rồi. Chạy chị Nhung, chạy chị Hoàng Lê. Muộn lắm, không chồng không xem đâu. Nhà vừa có việc xong bận. Có gì đâu mà sợ. Ok Hạ Mây, ok Hạ Mây nhá. Hạ Mây ở đâu vậy? Ok anh Lâm Nguyễn, ok anh Huy. Sao thầy Đạt ơi, không xem đâu. Này không buồn ngủ, mai phải có việc sớm, 6 giờ là phải dậy rồi. Mai đi đám. Ra cây sung cô thủ thỉ tâm sự ở đây. Không xem này, không xem nhé. 6 giờ em sang chị Xuân ạ. Cả có Cường cả bà chị em là 3 người bên này đi nhé. Để em 3 chỗ xe nhé. Hà Nội mới đấy. Hà Nội mới đấy, mày Hạ Mây, đèo Lý Bích Thủy, không ngủ được. Chào chị Diệu Mai, xinh gái. Ôi bia Ngọc Tham, ngủ thôi. Chào Lý Cầu Cào, Mạc Văn Anh, em vẫn uống chị ạ. Chào Mạc Văn Anh nhá. Mai đi lệ cô Chín à? Đây lệ cô luôn đi. Lý ơi, ngủ chưa? Mới lên hóng. Chào Huyền. Huyền My hôm ạ. Ok Huyền My hôm nào qua nhé. Chào Lê Thị Khuyên. Chào Tiến Đạt. Thầy ơi con kêu rồi thầy Đạt ạ. À gì Đà Nẵng, à gì Đà Lạt. Xuân Mai ạ. Tôi có hiệu chưa ngủ à. Thì ơi lại cô luôn đây đi. Lại cô cây sung của cô đây. Cô cho ghế của cô nó xin lộc cô vái đi, ba vái đi. Ok Hạ Mây mới lấy chồng về đây. Đây lại cô đi. Em có ở nhà mới đâu thì vắng suốt. Ok Tiến Đạt. Đây cây sung của cô Chín đây. Sung to lắm. Chào anh Tư nhá. Ok chị Diệu Mai. Ok Thuyền My. Ok chị Diệu Mai xinh gái. Còn mà Phan Anh không mời được cậu lên, nhưng mời thì mời cậu lên nói chuyện chứ. Lại cô A Di Đà Lạt. Chào Minh Hiếu. Chào Nông Thắng. Chào Lâm Nguyễn. Cô Thương. Cô cho đi tươi về tốt, cô xe duyên kết tóc, cô cho có lộc âm, lộc dương, lộc giường, lộc chiếu cho ghế Lưu Bích Thủy lại cô. Chào Linh Hoa. Mới ở Nam Định về Hà Nội, chị hôm nào về dưới em chơi Xuân Mai nhé, chào Linh Hoa nhé.
Chào Thường Lãng. Em không xem ạ. Chào chị Tú Vi. Em cũng thấy khó lắm anh Tư ạ. Ôi ôi thích thế, Hiền Vi. Có Tú Vi ạ. Em không xem đâu nha. Này không xem đâu, mệt lắm. Ok, thầy Tiến Đạt có ngay ạ. Em ở Xuân Mai. Cách Xuân Mai được tí thôi, tẹo thôi. Cách ngã tư một tẹo thôi. Chào anh Khởi ạ. Chào Hương Cô Đồng. Ok chị Hoàng Mai. Ok anh Tư. Ok ạ. Ok cô cho trăm quẻ bói không sai quẻ nào. Cô cho thuận buồm xuôi gió. Cô cho có lộc có phúc trần gian. Ôi giời ơi, con chưa? Giờ vẫn chưa ngủ à? Con chưa, chán không ngủ được đâu. Ừ, tạm một tiếng to lên ạ. Rồi. Không ngủ được. Ok, anh Trung Thắng. Ô ơi. Lại cô đi, mang cái cô cho đi đến nơi về đến chốn. Dạ vâng. Mong sao đừng mưa, con đi xe máy mà. Xin mày nhé. Vâng. Ok. Hôm qua tính cái hôm nay đi luôn. Thế mới là đồng bóng. Qua tính cái hôm nay con đi luôn. Văn Linh ạ. Chào Thủy Vi. Em Đi không vào. xem đây đâu. Đi vào Ừ. chỉ có tiền vào lễ cô còn chưa tính có tiền đi đường. Để có người cho Thế tiền thì có. cô sẽ chăm lòng. Lễ cô. Con đang tủi thân con chẳng ngủ được đây. Sao nó có lục âm lục dương. Con đang bảo là A Di Đà Phật lạy cô cho người nào tử tế thì cô share chứ không thì cô cắt đi cho con đỡ phiền. Đấy là con cứ bảo lại cô. Ok Huyền My thích nhà chạy từ nãy đến giờ. Chào chị Quỳnh nhá, chị Quỳnh khỏe không? Mai đi đám ma sáng Đám bận mặt này à? hai ba người chết liền. Nói dụ là mình Tết đến khi nào về ăn Tết quá. Tết xong rồi đi. Gần Tết rồi rủ nhau đi, thế mới khổ. Tết thì đi đông quá. Con đang buồn hết cả người đây. Ừ. Trời ơi. Buồn ngủ lắm đấy nhưng mà nằm cứ nghĩ mai Ừ. về thì không biết nào. Đi cứ mỗi lần đi là nôn nao, chẳng ngủ được. Nay ngồi dưới không ngồi trên nữa. Đêm qua lúc phát trực tiếp với cậu xong đấy là con nằm con tính với con bạn con hay là hai đứa hôm nay đi luôn. Bảo Chiều con mai không có nhà, tối mai mới có Huyền My ạ. Tuần sau đi nhất định còn khoảng phải ngày mai không đi tuần sau đi là thôi ở nhà luôn. Anh Thắm ơi, chúc là thành công. Anh Thắm chưa ngủ à? Lại cô làm sao đi 9 về đi 1/10 đi tươi này tốt con chả cần nhiều cô xe tôi công việc để cho con đi làm rồi. Có đồng ngân đồng xuyến để hầu cha hầu mẹ đấy chứ này khổ quá.
đang trực tiếp có người gọi. Không phải tự dưng mạng kém. Có người gọi. Mai con đi không biết có thuận không, đi đường mưa gió. Đi xe máy mà. Hứng máu lên là đi xe máy rồi. Không phải đợi chờ ai. Bận quá, không có thời gian nào. Em rất là bận, em không muốn xem bói đâu, mà mới không rảnh, dở hơi thì xem thôi. Còn bận lắm, không có thời gian nữa. Đợi hôm nào giờ hơi lên nữa thì xem. Chào ông Nguyễn Thắng. Chào chị Nhật nhá. Nhìn thấy cô lại tủi thân. Không cần. Thắng. Lộn. 28 cái gì, Em ngồi ở nhà. còn chỗ để xe đâu. Yến. Đấy. Bình Cương. Mai có con với một con bạn nữa đi thôi mà. Hai đứa đi xe máy. Đi xe máy ạ. Gì cũng phải từ từ. Hãy đường đi làm để cách nghe khó nói nào cô cô đôi thượng làm đi mày chặt hát đây đây á. Con này ngồi đấy mà cứ thế nhá. Thương thật, chưa bảo gì đã thay đáp rồi. Còn nhà có cái hát không ạ? Ôi tắt, thôi tắt đi. Mạng ở bên này cũng kém. Em không xem cái mạng này đâu, rất là mệt. Hát thôi. Ok anh Dương Đình Hùng. Ở nhà nghe em hát câu đôi thượng ngàn nhé. Ngọc Điền chôn Kim Môn có xa vào. Ngọc Điền chôn Kim Môn rãnh thơm ngoài cõi tiếng hồn trong nghĩ trong cung. Xin thay một thu có đôi ngàn bầu trời cảnh Phật ni phong quang bốn mùa trên bát ngát trăm hoa đua nở dưới cảnh bẫy cầm mà thú đua chơi ơi ơi chim bay phấp mà phới mọi nơi cá theo ngược nước lượn là bơi với vùng trên rừng tùng gió rung xao xác chiếc đỉnh sườn non đá chất treo leo cái dòng sông thương nước chảy trong veo ơi này khạn tiếng không hát nổi. Mai cả nhà mai nghe em chiều đò nhé. Mai sẽ có đám chiều đò cho cả nhà xem.
chuyên nguyện, cảm ơn Ngọc Yến chuyên nguyện. Bài sai luôn cả nhà nhé. Cả nhà chia sẻ giúp em ạ, chia sẻ đi ạ. Bài sai đó chiều lục cung, nàng ân nàng ai vốn dòng sơn trang, tính cô ai mang chúc mang sàng. Thiều quang sáng tỏ lưng trời, một màu son sắc tốt tươi rườm rà, trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa. Dốc cao mặc dốc băng băng qua đèo đèo còn xa ơi nha, dốc cao mặc dốc băng băng qua đèo đèo còn xa. Ánh trăng mở chiếu soi bên đôi ơi cô đẹp làm sao ơi, ánh trăng mở chiếu soi bên đôi ơi cô đẹp làm sao. Trời mịt mùng ngàn treo leo núi non mịt mùng, nước tuôn dọc sạch nước chảy về đâu, nước tuôn rì rào nước chảy rì rào, nhưng nàng tiên thanh át phong lời ca. Cô lên ngàn cô xuống núi. Cậu ơi em nghe nói cậu đập chảm mộc hay lắm. Anh Dương Đình Hùng ơi, chảm mộc thì sách nó có mà, chảm mộc nhiều lắm, nhiều bản lắm, chỉ có cười hạnh thôi. Trèo đò cười hạnh, nhưng mà do đang đang nửa đêm mà không không đọc đâu. Cô vui về hội mùa là về cô vui mùa ca, trên sân trang tôi linh ai hoa cô sao chơi khắp nơi. Chim oanh líu lo rộn ràng cất tiếng ca vàng, sóc cao mặt sóc băng. Em không xem để khi khác, hôm nay em không xem, rất là mệt. Nói chuyện với cả nhà cho vui thôi. Ngày nào đêm nào cũng xem bói như được cười nhỉ. Buồn ngủ rồi chị Kim Tiến ạ. À, ngáp rồi đấy. Có ai thức không? Chào anh Bím. Thấy tên thì sợ rồi. Chào Thám Hồng Vũ ạ. Cây trúc sinh tang tình ngã cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ ao. Chị hai sinh tang tình là chị hai đứng. Ok chị Thu, ok chị Hồng Nhung Bùi. Hôm nay mệt lắm chị ạ, hạn tiếng để đi cùng. Đứng đứng một mình qua lời như cùng sinh, đứng đứng một mình qua lời như cùng sinh. Ok ok chị Hồng Nhung Bùi, ok chị Tú Vi. Nhất ngon là đến răng, là tình răng, là khách nghi hoa người, là hơi cay à, cay à hơi à ơi à, cay à có à xuống tình. Hôm nay em đi xem nhưng không gặp thầy, nay em nhà em có đám ma chị ạ, không xem được. Nó đi vắng chút, nó nhiều bận lắm. Ok, lúc này em rảnh em sẽ gửi. Ok, anh Hải Bún ấy, Hải Bún chưa ngủ à? Chào anh Tùng nhá. Chào Hoàng Anh, Đức. Hoàng Anh Đức kìa. Chào Bi Phù Thủy.
phá làng và xóm luôn ạ. Con chào thầy Hạnh Thiện ạ. Chào Lê Hiền. Kệ gỗ là đây sông Lam rọi núi Hồng. Chào Đạt Hoàng Hà, chào Nguyễn Thu Hiền. Em không xem một mạng đâu, này không xem đâu. Kệ gỗ là đây sông Lam rọi núi Hồng, bạn về theo bạn đào núi ngắn sông. Đất trời những thần phang phang lời trọng dục, mặt hồ lay động nên sóng mênh mông từng đàn. Sao không mời được anh Hải Bún nhỉ? Ok Thu Hiền. Ok Bùi Đức. Chào Hoàn Tato. Ok Hồng Thắm Vũ. Mời chị Hồng Thắm lên nhé. Mời chị Hồng Thám nay hữu duyên chị Hồng Thám nửa đêm canh 3 giờ tí hiện hình. Câu của chị Thám vẫn còn ở đây. Hoa vẫn còn ở đây. Chưa đã đặt lễ. Sao tắt mắt rồi? Ok Hải Bún. Chị Hồng Thắm mà không lên thì thôi, không mời ai. Lại vẫn còn kia chưa đã đến lượt xem. Đến chờ buổi chiều không đến lượt lại về. Có duyên em sẽ ebook. Em ca hát suốt ạ. Ok chị Thu. Nhắn tin đi chị Thu ạ. Dũng là nhắn tin. Nhất bát thanh lương thủy, quan sai chư tiền đường. Mai chuẩn bị đi vào hòa. Biết bao nhiêu cho đủ được anh? Trình độ mồ phổi biết bao nhiêu đủ cho đủ được? Ôi em sẽ bát hương ở dưới thôi, bát hương ngày xưa á, cao hơn gần 2 mét cơ. Đây là bát hương này. Em vừa mới tắm ngay thì được hơn tháng thôi. Đó là chỉ được hơn tháng thôi. Có duyên em sẽ ebook, cả nhà cứ yên tâm. Này rất là mệt đấy. Từ đi từ 4 giờ sáng giờ chưa ngủ tí nào. Cơm chưa được ăn đấy. Ok, đẹp thằng Hà Bát này có 1 tháng thôi. Ngày xưa á, bát thường em cao gần 2 mét cơ. Bát thường này mới được có hơn tháng. Chưa được 2 tháng. Này cô có lên hương cô đến nửa đêm canh 3 giờ tí hiện hình. Ok, tắt điện rồi lúc nào sẽ ebook. Nửa đêm canh 3 giờ tí hiện hình cô thương cô. Buông cây rũ lọc cho người thành ra mắt thịt chúng con. Cô độ cho ta ghê đang xem Facebook. Ngày hôm nhà em đây là có cô Chín. Em rất là bận mà hôm nay rất là mệt không muốn xem. Còn nhiều người đến đấy, hàng trăm người đến, còn ngày còn chưa đến lượt đấy. Nay đi về hết đấy. Nay nhà còn đám ma nên em không xem. Ok, ok, lúc nào ebook ạ.
đây bát hương cô chín cả nhà, nhưng không phải mẫu. Mình ăn đây thật cô chín là gốc sung đây, gốc cây sung đây. Đồng nghèo linh khó. Cô thương cô cho bách gia dòng họ nó có lộc có tài có ngân có xuyến mặt hoa giá vấn mặt phướn được cườm như cô. Cô thương cô đội cho chúng con. Chào Minh Tâm Bảo Ngọc. Chào anh Bảo Ngọc Minh Tâm. Chị ơi, chị căn cô không phải căn cô chín đó, căn lục chúa đấy. Sát ông quan hàng bảy đấy. Con gái nhưng mà bát ngát nó không thiếu một việc gì nó không biết đâu. Cảm ơn chị Nga Tây. Em đi qua Xuân Mai tí thôi, hỏi thăm đến Xuân Mai hỏi thăm là ai cũng biết. Ok cậu Thiên Tôn Anh Linh. Ok đạt Hoàng Hà. Ở lúc này em có duyên em sẽ ebook ạ. Thú vị ạ. Một đốt. Chị Linh ơi ngủ chưa? Chị Linh ơi. Tháng 2 chị nha, chị Thu. Em không xem đâu. Mệt lắm. Cơm còn chưa được ăn đây. Sáng mai để 6 giờ để dậy để đi đâm mát. Đón dâu hai lần là gọi là ở được yên. Ok chị Hồng Nhung em rất là mệt. Ok chị Linh chờ mãi chị Linh lên lên để chém gió thôi, không xem bói không, không có xem bói. Ôi em ơi kệ em có chịu lời ngồi lên cho chị lạnh rồi sẽ thưa em ơi. Đi được mày lại. Ôi trời ơi, là chị ơi. Ôi em tiếng ơi. Bé. Tiếng bé. Ôi em ơi, kệ em có chịu lời ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa đưa đường đứt gánh tương tư. Tôi duyên dương vẫn sự này chẳng ra em ơi. Chim khôn đọc, chim khôn đọc nhạc cờ điệu hồng. Em ơi. Ơi em ơi là em ơi, cái gì nữa nhỉ? Ơi em ơi là em ơi, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hữu gió thì hay em về, cho nên mang vội lời thề lên vội Facebook để về live stream. Này, đàn bà đã hút thuốc lào nhiều vô sinh đấy, không tốt đâu. À quá, à quá. Hả? Dạo này xuyên thức đêm mà mặt vẫn không bị mụn nào nhỉ, giỏi nhỉ. Ôi hôm nào chẳng là cả 2 giờ hát nhạc khúc đám ma nghe được buồn em nè. Nay vừa đi cùng đám ma về mới chết sợ. Có khi nào em vào trong, có khi nào em vào trong đám ma cho em ngồi em làm câu như thế này không? Này cha cha, có khi nào em vào đám ma xong bắt đầu em ngồi em tụng một câu như thế này không?
Lạy cha cha chúng con ở trên trời ơi, nước cha chỉ đến ánh cha thì nên sinh cha ban cho chúng con nâng thức ăn này và cầu linh hồn tha thứ tội cho chúng con. Amen. Lạy Chúa đã ban cho chúng con và theo vô cùng. Amen. Có khi nào vậy? Lạy cô. Mỗi lạy ba tội. Hả? Bà đang liên quan đến Yama mà bị ốp một cái này. Vậy múa, vậy hú. Ở trong thì đấm vào. Ôi chả ơi là chả ơi, ở bên ngoài thì Ý à. Vui nhỉ, chào anh Hoàng Đỗ nha. Lâu lắm rồi việc gặp anh. Vui đúng không? Này, sau đừng lần sau đừng hút thuốc lào nữa, đổi sang điếu bát đi, hút cho nó sang chảy. Nó giống bài. Không, không có điều che nó mới kêu. Nó mới kêu okay. Đắt tiền. Không, không thích. Hai cô. Có thể lại hai cô nhỉ? À gì Đà Lạt. À gì Đà Lạt rồi. Sê su ma lạy lạy Chúa con theo Phật. Amen. Amen. Chúa con thờ Phật ạ. À. 100.000 lại Đức Giêsu nhà tu đừng quá nhà tù giam em. Mệt lắm. Thôi tốt. Này vẫn nổi toàn tay này. Công việc này về hôm nào em tất niên của nhà em. Chắc tháng 2 sang năm hả? Chốt ngày 22 này rồi. À? Thế vậy vẫn chưa tả hết à? Anh nào tả thì tả ông tả. Thế giờ mỗi tác dụng của việc vỡ kế hoạch. Tác hại của việc vỡ kế hoạch. Cố 150 đây còn cái gì nhỉ? 150 đứa là bị vỡ kế hoạch ấy. Được 96 rồi, cố đang cố nay cũng không lên được. Sướng nhất nước còn gì nhất Việt Nam. Được 96 nữa. 95 con nuôi, 96 con đẻ. Sướng thế gì nữa. Đây chả có đứa con nào sắt. Cuộc đời lúc nào cũng chỉ một mình nắng, một mình mưa, một mình thu thủ sớm trưa, một mình ở cạnh cái đình. Đây ở thôn rồi sao? Đến giờ rồi, mang lại rồi. Này em ơi, ở chỗ cách nhà anh ấy, 2 cây số có một người bị ung thư vì ăn trầu nhiều. Thế thì anh ấy cẩn thận. Anh số anh thì chết kìa. Thầy bói nói anh rồi, đó là anh mà lấy vợ thì anh chỉ sống được 100 tuổi, anh không lấy vợ thì anh phải sống được 150 tuổi. Thế thì thành bà cô tổ. Về giữ mộ cho con cháu. Rồi đi xem lại bà cô hộ cho con cháu. Cô tổ đi. Cái gì à? Thế nào mà cứ cho nhiều tiền thì phụ hộ nhiều. Mà kiểu mà nó cứ cúng mà. Rồi em. Áo đèn. À, mình ở Thanh Hóa nha, Hoàng Hà Đạt. Mình ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Mình ở Sầm Sơn Thanh Hóa, các bạn nào mà muốn tìm đến mình cứ ra biển Đông nhảy ào xuống một phát xong bắt đầu là trôi về cơ lạch hới là mình đón. Chào Hoàng tử Bạch Mã Trần Vũ Tiến nha. Này, ê, ông Trần Vũ Tiến có cái bạn về không? Đấy, à. Ông đấy nè, hồi hôm bữa rồi ông đi gặp ở đỉnh Cô Bơ. Ông cũng xong chào mình. Thế là con nhang đệ tử của mình nha. 12 đứa con gái. Thì mất 11 đứa. Là nó nhìn cũng mới say đắm luôn. Nó đổ Hoàng tử Bạch Mã. Thầy gì mà đẹp trai thế. Chiêm gió. Đâu thật mà. Cậu ngại không dám. Cậu ấy lại ngại không dám bình luận. Sao? Mà làm cậu ấy lại ngại không dám. Đâu thật mà. Nhưng mà khen ông Trần. Ông ngoài đời ông đẹp trai thật mà. Có biết Hoàng Hà Đạt đâu mình không xem Hoàng Hà Đạt bà chán thì muốn về Sầm Sơn á thì liên lạc cho mình nhá, cứ ra ngoài cửa sông ấy, nhảy xuống đấy xong bắt đầu trôi về cửa lạch hới mình đón. Điên rồi mà hai tội rôn rả đấy. Ê ôi Hoàng tử Bạch Mã trả lời em kìa, trai đẹp trả lời em kìa. Thầy Tiến rồi ok cậu Tiến cậu Bùi Tiến thì tôi em trai đẹp trả lời em kìa. Tâm lạc ôi lần đầu tiên trong đời được trai đẹp trả lời. Ê ôi khiếp nhỉ.
Không, nhưng mà đẹp trai thật, ngoài đời đẹp trai thật. Hơn gái Hàn Quốc. Gái Hàn Quốc. Là sao là mai mai đến tận ngày đánh ở trận giờ. Cậu ở tuyển em trêu cậu đấy. Không, nhưng mà anh Vũ Tiến anh đẹp trai thật mà. Có đẹp bóng sang một ba hai này. Những đứa như em có biết cái đoạn mà của thị, em biết cái đoạn của thị màu hát không? Này này anh Tiến này anh Tiến ơi, anh như cây táo dụng trước đình mà em như cái giờ anh dình của chú ấy hát đoạn đấy đi cho ông nghe. Này anh Tiến ơi, anh như táo dụng xanh, em như cái giờ đi dịch của chúng ta đến tiến thôi. Em nói thật mà chứ em khen, em nói thật chứ, thật lòng chứ không phải em, không phải em khen xỏ đá bà quen đâu, em nói thật lòng. Anh biết không, hôm bữa bà chị nghe em á, bà kêu anh là hoàng tử bạch mã, cho nên mấy hôm em chọc anh, em nhắn tin anh là em mới kêu anh là hoàng tử bạch mã đấy. À. Nhưng mà được con ngang nghe xem cậu hầu ấy, năm hầu đấy cậu và là cô ở trên. Miền Nam xong mát cái bản con rắn không, nhưng mà nhưng mà có tóc ngay không hầu đúng. Ông Vũ Tiến đúng là xinh dã man, có khi nếu mà xong này mở hoa hậu là phải chỉ cần cho bà đi thi, từ bà đi thi hoa hậu đồng bóng. Người đâu này, đồng bóng hát chèo, ví dụ cái câu bằng người đâu gặp gỡ này, anh Tiến ơi người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có gì ấy, không hát được không? Người câu gì? Đâu gặp này anh Tiến ơi, người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không. Khó hát không thuộc. Người câu nào hát người được? Người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không. Chịu chả biết. Hai cậu này ơi. Chỉ biết cái màu thôi. Này A Di Đà. Này nhà sư trong ấy cho cô Linh ra nhận lễ. Vậy vừa là cho anh Tiến ra nhận lễ, chúng em còn về nào chứ. Hai cậu thì cậu ok chị. Này anh Tiến ơi, gió đông tóc dài yếm đào, anh muốn ăn hoãn sao lại chẳng vào thắp hương. Này anh Tiến ơi, cao non tụng chim lòng đào. Thế nào mà ngủ quên mất. Này không, không phải đâu, bữa nào mất ngủ mà gặp em á, lê lê ngồi live stream gì mà thiếp lê lê gặp em ngồi live stream cười một trận là no bụng đấy. Xong thì ngủ ngon kìa, tám mỗi cô nửa đêm một quấn mẹ cô nửa đêm ma quỷ. Cô bảo, cô bảo là mai cho những cái ghế này phải đứng chẳng được ngủ. Hay Tiến gửi lời mời anh Tiến thì ngủ không, chúc bọn em ngủ ngon à. Anh mà cũng chúc bọn em ngủ ngon, đêm nay anh vẫn ngủ đấy. Thật em á, nhắc đến anh, anh chỉ cả đêm. Anh phải chúc bọn em ngủ ngon đi. Anh ơi, anh Tiến ơi, chim không động nóc chuồng bò. Cô Linh chắc đôi lời này. Vân này, Vân này, trên lò gạch dưới lại lò vôi, không ai kết nghĩa bằng tôi với mình. Lâu lâu lên vậy nói chuyện cũng hay nhỉ. Được, con lại thầy. Vâng, cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon miệng nhé. Nha, chúc anh Tiến buổi tối ăn. Ô, em ơi, bà mộng. Bà pháp sư xuất hiện, bà pháp sư Long Hải. Ô, đâu? Pháp sư Long Hải, chào bà pháp sư đi. Thế thì để sát cái hàng thoại à? Bà pháp sư ấy, bà pháp sư Long Hải. À Long Hải chứ không phải là sát về hàng thoại. Ừ, bà pháp sư.
khổ quá, cụ bị chết cho thể tôi không ăn cái gì. Bà phá giới xong về làm bà pháp sư, bà phù thủy. Em chào bà phù thủy Long Hải. Bà ơi, bà đâu rồi? Bà lên tiếng đi bà. Này, anh ơi. Cô hầu đẹp mà nó không nổ. Hầu cái số nó nổ. Gặp chung. Chung. Trời ơi, đẹp trai. Bây giờ còn gì nữa đâu mà đẹp nữa đâu. Tà Ly Nguyễn. Hôm bữa rồi anh đi lễ, anh xem một người hầu cô bé, anh thích cực kỳ luôn. Tại họ làm cái đôi mắt của cô bé đấy, sắc cực kỳ luôn, mà đúng hầu, đúng là đúng đậm chất cô bé luôn. Văn thơ gọi là gì chuẩn đấy nhỉ? Hôm đi hầu ở trên nhà dự lễ, thế là sáng thôi có một đoàn hầu nữa. Văn lớn để ta mạch hằng. Chồng thấy khách đến chạy tận thằng hầu chán thật, chạy tận từ ngũ ra bỏ mã đàn. Ý là ông Tuần ra ông lấy trứng cả đàn thì ông vác đi ông hóa. Ồ, ra tận lò mã luôn. Hầu hoàng như thế này chứ, hầu chúa vũ này luôn hầu hoàng này. Ở ngày xưa anh hầu á, à? Anh các bà mà hầu đấy, cứ ví dụ chúa ông chầu của mày này. Hai cậu. Cảm ơn Chim Dung nha. Chim Dung nha, hai cậu cha có tôi già rồi còn đẹp cái gì nữa. Giờ này chỉ có đẹp lão thôi. Nhà em nghèo ơi, trà to con. Nhớ ai nhớ thuốc lào đã trôn điêu xuống em lại đào đi ngủ lên. Ốm xong cách ốm xong cậu cách 4 tiếng vừa tinh là sao? Vâng em em có nó ốp này chuyện nó không phải bài mà. Hoàng Hà ơi, xem bói cho nha, ưu tiên lắm là xin phép cậu Vân xem cho Hoàng Hà bài bói nha. Vâng, đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt. Anh mày công đức nha, xem bói cho Hoàng Hà dạ. Nha, thôi mình cũng có đôi lời này. Nhà à, bạn động lại động cô. Ở đâu động từ ngã bảy ngã ba động từ ngã bảy ngã ba động về nhà bạn có quái trong nhà nuôi một con chó cắn già được một đúng không? À gì là phạt lại cô, con linh quán lại cô. Trời đâu, trời đâu. Quá ngon luôn. Hôm có một bà đến đây mình dập ốp mà. Ta là năm quan người đó. Đó mà lại quán. Trên quỳ để núi ở quán. Này, ăn cái gì? Ờ. Hôm bữa anh đi đình cô bơ, có một bà Úc cô bơ ra đình múa để xong lấy lá bàng ăn. Thế là xong bắt đầu anh chạy ra anh ghẹo ơi. Anh này, eo ơi xinh thế. Đấy chứ, bà bố này, nhà ngươi biết ta là ai không? Đúng ra, à, không, chị là ai à? Ta là cô ba đây. Ý. Eo ơi chị ba đây à, em đây, em là ai? Em là cô bé đây, bé nào? Em là cô bé ao bèo bởi vì sợ đi em mới leo lên bờ. Đâu không phải cởi, không phải cởi mũ ra xem đấy, cái cởi mũ ra đây này. À, ngạc nhiên chưa, bây giờ cái gì ngạc nhiên, ta à, không ngạc nhiên đấy. Đấy em là con chúa lục ngàn cho nên em mặc áo xanh giống bà. Mệt người lắm không, nhưng mà gặp những cái bà ốp ấy nói chung là mình không khinh gì họ nhưng mà thấy họ tội đấy. Nhưng mà cũng không phải có. Nhưng mà anh nói nghe nha, có nhiều người bị hành vậy nha, nhưng mà xem bói rất là hay. Thật, nói không phải đâu. Nếu mà đồng bóng, ông nào mà không ngộ không điên chưa chắc bói có chuẩn. Không phải bị hành lên bờ xuống xuống thế này thế kia. Thế này thế kia tưng tửng, nhưng mà bói rất là hay. Ngay phần rau, chân ngút, tay chân ngút. Sao em? Này thì cùng đám ma ấy, ngút phần rau. Chân co rúm tưởng đã ngất cho đi bệnh viện. Ai em á?
không, cái ông chết nhập vào con dâu. Và con dâu tốt lắm, tốt luôn, còn chết con nào luôn. Cái giờ nó bị nhập rồi. Con nói gì không? Không có nói gì, chỉ có nhập vào cái văn bản bố chia. Ai được cam kết? Nên là giờ phải uống cái cốc này. Mời cô chứng thực nha. Anh đi Đà Nẵng. Anh nhau đây cũng xem. Đi Đà Nẵng. Anh cũng xem em ạ. Gì xem gì anh cũng xem được hết. Từ chân cổ cánh phao câu anh xem được cả. Anh đi Đà Lạt thôi, trà sữa có một thì mời thầy ngóng để nhận tôi chứng. Này anh gì? Vâng. Không phải có hương mang đi. Đạp phải mang đây. Nè. Điểm. Ấn không cao nên chọc mãi không thủng nè. Ôi trời, thủng. Bây giờ kiểu đỏ 2 ngày. Hả? Bao giờ đáng chị em kiểu đỏ 2 ngày gì? Khốn nạn. Này, cứ trèo mà kiểu bên này. Kiểu đám chị mà em trèo đò 2 ngày, em không trèo quá. Em trèo từ sông Mê sang trận sông Mê Công luôn à. Trèo đò con Linh thì phải làm mong con nhang để tử tiệt. Thế chẳng cái gì bảo là trèo đò từ sông Mê sang sông Mê Công luôn à. Ngon rồi. Lóc xài con người. Ok. Tớ là khổ tớ đi. Đây không phải trà sữa các bạn nha. Vân này. Hoàng thượng gọi hoàng hậu bằng cái gì em? Sao? Hoàng thượng gọi hoàng hậu bằng cái gì? Hoàng á? Hoàng thượng gọi hoàng hậu bằng cái gì? Hoàng thượng gọi hoàng hậu bằng cái gì? Nàng. Sai. Gọi bằng cái gì? Bằng cái tàu há mồm. Không có tàu há mồm thì gọi sao được. Đúng mà đúng mẹo rồi. Học nghe xem. Mệt lắm. Mai. Điện thể yêu. Có lúc bận. Nay cô không xem. Nay cô bảo là hiện hình rồi. Cô về giờ thì lại nhớ thương rồi. Tại cô mà cái bánh này cho con ăn không miếng thì nó đã biết. Xin cô nải chuối trên ban công đồng này. À, ấy. Lại cô còn không ăn chuối. Còn nói hạt điều này. Nó khô không còn. Còn táo với bánh mai có phát được không ăn được. Còn hướng dương trước thì không. Đây, còn hạt điều. Hạt điều đây. Không ăn. Chê à, chê thôi, may quá, mừng á trời ạ. Giờ phải lên trên tầng những một cửa rồi còn. Này. Nói anh câu nghiêm túc nha. Hôm nào rồi. Coi cho anh một quẻ, anh nói thật đấy, nghiêm túc đấy. Nhưng mà nhắn tin hai đứa nhắn tin gọi điện riêng với nhau thôi. Không trên livestream về đâu, gọi điện riêng tư hôm nào soi cho anh một quẻ xem coi tình anh có. Ồ, được không? Được không? Lâm cứ đùa. Không, nói nghiêm túc mà không đâu. Một bá nhị. Ăn ba hộp. Vân. Hả? Xem cho anh một quẻ nhưng mà gọi điện tương tư thôi. Được không? Ok. Rồi, hôm nào ví dụ sang đầu xuân năm mới, hứa cuối tháng 3 sẽ, nếu thu xếp thời gian sẽ về nhà một bữa, tại cũng sửa. Này,
ngày trước anh xem một người trên mạng này nhá, nói không phải nói đâu, nhưng mà đi xem bói một người trên mạng, xem tranh đúng chuẩn, cực kỳ chuẩn. Ừ, lại co. Thế cháy hết sửa cô đi à? Ngày trước á, ông Tự Huyền Minh ấy, em biết Facebook Tự Huyền Minh không? Bà Văn ấy. Đó. Bà xem mà những cái chỗ riêng tư của mình, bà biết như nào, bà tả đúng cái gì rất không sai một tí nào. Có nốt ruồi à? Có nốt ruồi. Có làm thầy bà thì đâu, chẳng qua đây ngồi chém gió thì vui thôi. Đúng không? Thầy bà thì đâu mà đẹp. À, thầy. Nhà chơi thân với nhau bao nhiêu năm đâu người ta đâu có chém đâu. Chắc là thấy bảo là anh nhờ em xem bói á là biểu là anh với em chém nhau. Nhưng mà mình không bao giờ chém nhau đâu, tại vì là mình là chị em chính bính với nhau lâu rồi đúng không? Không biết thừa nhau là thầy rồi có việc gì phải chém. Thầy nào mà chả buồn với nhau. Thầy nào phải đi xem cho anh. Tội gì là phải đi xem chỗ này chỗ kia. Chị em về xem cho nhau, làm giàu cho nhau. Được không? À. Nhưng mà phải đặt lọt sang. Đặt lễ. Phải đặt lễ. Lễ nhà em nó cũng phải lạng thuốc lào. Bữa sau ra cho luôn 2 lạng thuốc lào ngon của Thanh Hóa. 50 cái nem chua. Được chưa? Hôm mừng thọ, hôm nọ mừng thọ ấy, một đứa nó mua cho một thùng thuốc lào. Mừng thọ hôm nào? Hôm đầu năm ấy, đến mùng 8 Tết này. Thì... Ê là đau đầu quá. Trần thuyết có độc em ạ, à. Cái này có độc, uống xong đau đầu quá. Khéo lại đi đấy. Khéo lại đi đấy. Hay ở lại xong đám 49 ngày em có đi thì mới đi được chứ. Lo cho em là cái đám 49 ngày xong có đi được chứ. Tôi chọn tình, chọn tình, chọn nghĩa chứ. Đấy, để cho em ạ. Ôi, ăn cố nốt. Đúng không? Đấy, cái kiểu gì anh mà đi không phải ở lại để phúng đám 49 ngày cho em xong có đi mới đi được chứ. Ai lại đi chứ? Em của em. Ăn sữa chua xong lại bắn thuốc lào. Bố tay. Là con cháu mà cô á linh mau mau tiền đỏ mà cho vòng đã đi vòng được mê tiền mà hôm nay cái gì nhỉ? Ai là con cháu cô linh mau mau vào mang lại tiền đồ cho vong à? Hắn là cô Linh. Cô Linh. Cô Đồng Linh. Cô Đồng Linh. Ôi trời, cười đau con ruột. Thôi, đi đánh răng rửa mặt đi. Hai cậu đồng quảng cáo. Mời cả nhà nhá, em vừa quảng cáo sửa nhá. À quên nhầm Tranh Tuyết. Còn bên kia là với sửa. Em hai cô nói chuyện vui quá. Lại cô Linh mà chết thì lên gặp xong mấy ngày. Linh Đạt Hoàng Hà đang bảo lệ cô chính cho hai cậu xem cho con khỏe đêm bói đêm khuya ạ. Không xem đâu, cô bảo nửa đêm cô vẫn mất. Anh xin cô về cho. Để anh xem cho bạn Hoàng tiếp nào. Bạn của chị có thừa không? Có thừa không? Có thuộc văn của chính không? Không thượng. Có thuộc văn của chính không? Anh nói em nói thật là anh năm năm được hai lần cô thôi, đợt cuối năm thôi. Nhưng mà có thuộc văn còn toàn hầu cho con. Có thuộc văn của chính không? Còn một con toàn chồng nhị chồng lục cái sang khăn cho nó hầu. Cái đàn hầu có cô bé cậu bé cái đâu được hầu cô. Thế thì để anh hát cho em úp nhá. Ừ, anh hát đi em ốp nhá. Cô cầm điếu không, cô chính có hút thuốc lào đâu mà cầm điếu. Tào lao.
Mai đi lễ cô chính với mẫu xong á. Ừ, hát đi để ốp. Chuẩn bị tư thế ốp chưa? Ok cậu ấm. Tư thế ốp chưa? A Di Đà Phật. Thoáng ngát đường làn ý, gió đưa thoáng ngát đường làn. Trăng soi trinh giếng đáy vàng lòng lành. A Di Đà Phật lễ cô có ốp về chưa? Cô về chưa? Rồi cô ở trinh giếng mà hay sao mà cô ốm, cô lên bờ cô cảm lạnh với cô. Hả? Cô bảo ho quá. Ô, đây dạ, cô về rồi đây, đây cô đây, cô về rồi đây. A Di Đà Phật. Cô về rồi đây nhé. Cô sang tay trả lời cho Hoàng Tiến Đạt để biết nhé. Đêm khuya rồi. Đâu? Đạt Hoàng Hà. Đạt Hoàng Hà. Cô này. Cô sang tay trả lời cho Đạt Hoàng nửa Hà đêm biết nhé. Đây giờ 12 giờ đêm, bây giờ giờ tí hiện hình nhé. Đóng cửa nghỉ ngơi, không xem bói. Cô xe đây. Giá hồi cô bay rồi. Lúc này cô vỗ xong rồi. Đâu rồi thiền á, cô vỗ xong sợ ác chưa? Ôi, cô không thế đó, cô vừa nói giọng Thanh Hóa. Đấy thì cô vừa nói giọng Thanh Hóa trong đó. Sáng la sáng tái cô bảo la thì là giọng nghe nghe không có bên nói giọng cửa là giọng nghe rồi. Còn cái con giọng nói con đây là cái giọng Thanh Hóa mẹ. À. Thanh Hóa về Dương Hải Linh. Đây là giọng quê choa này. Con mẹ nói cái giọng như rửa là mẹ sáng đụng vùng nghe á. Chẳng em ở trong chẳng có hiểu ạ. À. Chứ nói tiếng Mường đấy. À, tiếng Mường à, không biết. Chưa học, tiếng Mường chưa học. À, tiếng Mường nói được đúng một từ. Biết là từ gì không? Mế. Quân hải cái hào tửa chắc. Mế. Chẳng nghe. Tiếng Mường này nè. Ví dụ chẳng hạn như... Linh thảo cửa chắc là gì? Em Linh ơi, cái yêu anh. No. Ai đi chuyện BD à? Hả? Chứ vậy là không hợp pháp nhưng... Ông nói thế tôi lại cô này nó không hiểu. Còn lại mẹ giả vờ, mẹ dùng từ tiếng Mường để mẹ lừa con vào bẫy. Mà con vô tình có được hiểu gì, con cứ gật cho người con đồng ý con yêu mẹ à? Hãy đi chuyện BD à? Hả? Thế con mọc hai cái. Này, đừng có dụ dỗ người khác vào đời nha. Tôi không phải nói tự hào nha, tôi nói cho nhà cô biết nha. Tôi không phải nói tự hào nha, tôi là me nhất dưới đồng bóng. Đồng nhốt rồi. Thôi, nói chuyện đấy thôi. Xuống đây cười đau ruột lắm rồi. Bây giờ đi tắm đi ngủ. Cười hài nhá. Ồ, thôi đi ngủ đi nha. Đi ngủ đây cả nhà. Chúc nhà ngủ ngon. À, ngủ mê gặp mộng nha. Ngủ mộng A Di Đà Lạt Phật tổ chứng minh gia đình hạnh phúc. A Di Đà Lạt chào Trung Trạch. Nha, chào cả nhà nha, mình xuống đây. Xuống à? Anh Tâm chưa ngủ, anh Tâm ơi. Chào anh Dạng, chào cậu Tam Phủ Cộng Đồng, chào cô Hào, cô Đồng Hào. Chín áo thông xeo dưới trời. Hello cả nhà nhé, chào cả nhà nhé.